gương mặt thân quen. Trải qua 7 mùa với 90 tập phát sóng đã trở thành một bữa tiệc giải trí thịnh soạn cho khán giả mỗi tối thứ bảy hàng tuần cùng muôn vàn khoảnh khắc không thể nào quên. Và ngay bây giờ, mùa 8 trở lại phiên bản thế hệ mới với những cái tên đáng mong đợi, mang đến sức trẻ sục sôi cùng những màn hóa thân đỉnh cao. Hai vị giám khảo vô cùng thân quen, giám khảo Diva Mỹ Linh, giám khảo diễn viên Đại Nghĩa, MC Duy Khánh. Hồ Ngọc Hà rất nên xem ngày hôm nay. Đây là một tiết mục cực kỳ giải trí luôn. Hà nghĩ Hà sẽ không ăn nhiều bánh chưng để có một Hà như thế này. Nhiều người hỏi dạo gần đây Hà lên cân à? Nhưng Hà trả lời không. Xin lỗi mọi người thông cảm cho Hà. Hà mới sinh xong. Đặc biệt, 18 gương mặt thân quen lần đầu tiên áp dụng hình thức loại thí sinh ở một số đêm thi, đem đến những cuộc tranh tài gay cấn hơn bao giờ hết. Thí sinh nào có số điểm thấp nhất phải nói lời chào tạm biệt. Cùng tấm vé hồi sinh đưa thí sinh được khán giả yêu thích nhất quay trở lại đêm chung kết. Tất cả sẽ tạo nên một mùa gương mặt thân quen đặc sắc không thể nào quên. Hãy đón xem chương trình Gương mặt thân quen phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Truy cập vào fanpage và YouTube chính thức của chương trình để biết thêm chi tiết.